thôi, bố mẹ tôi chạy đi, bắt con làm gì? Ơi, bố mày thì ăn thua gì? Ông ấy lười lắm rồi, ôi. Mẹ cứ bảo bố là chạy thóc đi. Bố mà không thóc cho mẹ nhá, thì bảo là con đòi lại điện thoại đấy. Ông nghe gì chưa? Tao là ma Bắc Giang, tao đá hai chân như một chân như con trần đá như nhật chân mỏi, tức là ma tao đi dạy cho bố mẹ. Xong rồi con chó ơi. Sức mạnh của đồng tiền ghê nha. Mới hôm nay mất điện của lóng bố mẹ. Điện thoại lóng bỏ bố nữa. Không, từ lúc có điện thoại 14 giờ chả thấy lóng này cả. Bố ơi, cái thằng kia là bố mày của nhìn ghét lắm nha, bố giờ bố tang nó mất. Ôi, anh em cũng giật trên, cũng giật dưới, động tí là anh nhau. Tôi muốn chết đơn ra đi. Này, bố con này định hợp đồng này là bắt tao con dung của tao phải không? Này, tiền không mua được tình cảm của mẹ con tao đâu. What? Mẹ xin, trời nóng thế này mày kiếm cho tao loại trà nào thượng hạng cho tao uống cho nó mát cái, giải nhiệt cái. Trà thượng hạng gì mẹ? Ừ. Thế con cho bố mẹ ấm uống nhá. Đâu đâu mang đây. Ok có luôn. Thế trà thượng hạng của tao đây hả trưởng? Bố mẹ uống thử đi, ngon lắm, thượng hạng đấy. Ôi đừng ngủ rồi, thượng hạng mà. Ngon không bố? Ngon. Từ lúc có điện thoại mới là uống gì chả ngon. Thế mẹ uống đi. Tao không uống. Em ơi, bán chả có gì ngon hả? Trần đời tao cứ uống mà loại chả là ngon như thế này. Ngon rõ vị, vị rõ ngon. Chả có gì còn rất nhiều loại hương vị thơm ngon nữa nhỉ. Trà này thì rõ vị mà tao muốn thích à. Bố ổi, nhà mình có bao nhiêu mét thổ cư? 400 mét. Thế bố xem xét nào, bố sang tên cho con đi. Ui giời, thôi thôi, tao giảm mấy điện thoại. Thôi 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 thôi. Mẹ ơi. Mẹ. Thế bể đồ của con được chứ? Này, hai chỉ vàng của mày. Thôi 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 thôi